Rồi hôm nay là ngày 13 tháng 10 bên em thì tiếp tục lên đường sáng sớm rồi. Trời là ngày đẹp trời ha. Cũng là ngày sáng sớm luôn. Rồi đội một cái dàn K300 với cái máy TF120 bên em. Về với anh chủ mới luôn. Dàn này thì K300 là dàn này nhất cái nắp luôn anh em ơi. Quá đẹp. Gì luôn. Số con bọng má ơi nó đẹp chỗ nào tả nổi. Dàn này ông anh này ông mua về ông chạy cộ kéo mít đồ chơi. Ông trành tới 30 con mít lận má ơi, nội mà đi không quải giò nữa. Thì anh em nào có cần xài dòng K300 ha, dòng máy nạp TF thì bên em có đầy đủ anh em.